Chào bà con đến với kênh là TK Bonsai. Hôm nay kênh lại trở lại nhà vườn của chị Hạnh, địa chỉ ở Hòa Thành, Lai Dung, Đồng Tháp. Để giao lưu với quý cô chú anh chị bông trang cũng như một số phôi. Vậy này mình sẽ vào để gặp chị Hạnh để chị báo chi tiết từng cây cho chúng ta ha. Rồi chào chị Hạnh ơi. Chào khán giả kênh lợi TK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em lên một số phôi gồm me cần thăng với sam núi trái với một số trang tàn bông trang cho anh em mình tham khảo lựa chọn ha. Địa chỉ em ở xã Hòa Thành, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại là 0902884129 nha. Cũng là số Zalo bên em nha. Rồi để không mất thời gian anh em mình vô cây số 1 cho anh em mình tham khảo ha. Cây số 1 là cây me chua nha nè. Đó, một cây me chua dáng lắc lượng rất là đẹp nha. Củ đế rất là to nha. Nó củ đẹp lắm. Rồi, cây me chua này cao là khoảng 40 nha. Quái nha. Đó, cái củ đây là 37 nha nè. Đó. Rồi, củ 37. Hoành thân. Hoành thân là 13 nha. Đó, dáng quái rất đẹp nha. Rồi, cây số 1 này em giao lưu với giá là 650 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Rồi, đổi luôn. Là sau lưng đi. Rồi tiếp tục cái số 2 vẫn là me chua nha anh em. Đó. Cao là khoảng 37 nha anh em. Đó, củ một cái này là mới có phân nửa củ trên, nó còn phân nửa nằm ở dưới nha anh em. Rồi. Em đo dòng cái cửa củ này này, khoảng 40 nha. Thân đây là 16 nha anh em. Rồi rất quá rất đẹp nha anh em. Rồi, cây số 2 này có giá là 550 ngàn đồng nha. Em bao ship toàn quốc luôn. 550. Rồi, số 3. Rồi, số 3 vẫn là me chua nha anh em. Đó, rất là quái, lắc lượng đẹp em nha. Cao là khoảng 28 nha anh em. Củ đây là 29 nha. Đó, rất là đẹp, rất là có duyên nha. Rồi, số 3 này có giá là 550 ngàn đồng luôn nha. Rồi, đổi luôn. Rồi, số 4 vẫn là me chua nha nè. Đó. Cây cao 40 nha. Củ đây là 33 nha nè. Đó, rất là có duyên nha. Rồi, 450 ngàn đồng cái phôi số 4 này nha. Rồi, đổi luôn. Rồi, số 5 nha. Đó. Một phôi me chua. Cao khoảng 45 nha. Rồi, có cái củ đẹp nha. Còn cái củ đây là 30 nha. Rồi, mình củ 30. Rồi, cái phôi số 5 này có giá là 400 ngàn đồng nha. Em bao ship toàn quốc luôn. Rất đẹp nha. Rồi, đổi luôn. Rồi số 6 là sam trái nha anh em. Đó, một cặp sam trái. Để dáng lắc lượng rất là đẹp nha. Cây đã có phơm tàn sẵn về, anh em mình chỉ cần ra tược là vô dây chỉnh sửa là chơi nha. Cây này chiều cao bay ra đây là khoảng 30, cây này cũng vậy nha. Đó, đặc biệt là cây có củ đế rất là đẹp nha. Đó, hai cây này cây nào cũng có củ đế đẹp lắm nha. Đó, để mình đo cái hoành thân ở đây chỗ này cho anh em mình. Đây là khoảng 12 nha nè. Đó. Sam trái này em giao lưu với giá là 450 ngàn đồng một cặp nha. Rồi, cặp 450. Em bảo đảm 100% là sam trái nha anh em. Rồi, đổi luôn. Cây. Rồi, số 7 vẫn là sam trái nha anh em. Cây này cao là khoảng 30 nha. Đặc biệt cây củ đế đều hết nha. Cây nào cũng có củ đế rất là to nha anh em. Đó, anh em thấy củ đế chặt cái tới bên này nha. Em đòi vào cái củ này luôn. Củ này là khoảng 14 nha anh em. Đó. Rồi, 450 ngàn đồng một cặp nha anh em, sam trái. Rồi. Rồi, số 8 vẫn là sam trái nha anh em. Đó, một cây trực lắc rất là đẹp nha. Cao là khoảng 30 nha. Vành cổ đây khoảng 11 nha. Rồi, 450 ngàn đồng một cặp nha anh em, số 8 luôn. Rồi tới cặp số 9 nha.
Cao là khoảng 30 nha, cây này cao cũng khoảng 30 nha. Đó, cây này cũng có củ đế nha, cây này cũng có củ đế mà cây này có củ đế rất là to nha. Đây, đo cái củ đây là tới 20 lận nha. Rồi, cũng 20. Đó, 450 ngàn đồng một cặp luôn, rất là đẹp nha. Này này, cây này nó có trái sẵn trên cây luôn nha. Nè, mình bảo đảm 100% trái nè, cây nó có trái luôn, nó chín luôn rồi đó. Rồi. Hàng em đây là mà sam trái không. Rồi, số 10 vẫn là sam trái nha anh nè. Cây cao khoảng 20 nha. Đó. Này cái củ đế ở dưới nha anh em, giờ anh em mình trồng khỏe anh khai thác thêm dưới nè, cái củ này nó to nằm dưới nè, rễ nằm dưới nè. Rồi 450 ngàn đồng một cặp luôn, sam núi trái. Rồi số 11. Này vẫn là sam núi trái mà cái này cây này không có bẻ nha anh em, cây trực thẳng nha anh em. Đó anh em này thích hợp về mình chơi tàn đa đằng đồ ha. Cây này có chiều bay đây khoảng 30 nha. Và đặc biệt cái cây thả là củ đế rất là to, rất là nở nha anh em. Đo cái xác ở trên quanh đây là 13 nha. Cây này là 14 nha anh em. Rồi. Cây có củ đế chặt tới ngoài luôn nha. Củ đế rất là to nha. Rồi, 400 ngàn đồng một cặp nha. Rồi, đổi luôn. Số 12. Đó là sam núi trái nha anh em. Cây này cao khoảng 28 nha. Đặc biệt cây có củ đế nha, rất là to nha. Đây, củ đế đây là 16 nha anh em. Đó, cây đây nè, củ đế nè, chạc cho tới ngoài này luôn nè. Ủa, anh đây cũng to lắm. Ủa, anh đây là 12 nha, không có đo dưới nha, đo trên đó. Rồi, 400 ngàn 30, đồng một cặp nha. 12, 400 ngàn. Rồi 13, vẫn là sam núi trái luôn. Cao đây khoảng 20 ha. Này, cái mình đo trên cổ này đi là 11 nha anh em. Còn cũ dưới to lắm, chặt ra đo không được ha. 400 ngàn đồng một cặp nha anh em. Đó, cây rất là già nha, lên mốc da mốc hết trơn này nha. Rồi 14 vẫn là sam núi trái nha anh em. Cây cái này cao lên đây khoảng 25 nha. Đó. Cây lên da mốc ở trên rất là già rồi. Quanh đây là khoảng 14 nha nè. Đó, cây có củ đế hết rồi. Rồi vẫn 400 ngàn đồng một cặp nha. Rồi 15 vẫn là sam núi trái nha nè. Này cao khoảng 20 thôi ạ. Đặc biệt là cây nào cũng có củ đế hết nè. Cây này nó chạc củ đế ra tới ngoài này luôn nè. Củ đế nằm tới ngoài này luôn nè, rất là to nha. Đây là khoảng 15 nha. Đó, 400 ngàn đồng một cặp. Hôm nay nhà vườn em xã bán rẻ cho anh em mình chơi nha. Rồi tới cặp số 16, vẫn là sam núi trái luôn. Cao khoảng 18 thôi nha. Và đây là cây này 13 nha. Cây này hai thân nha anh em. Đây tới 16 nữa nha. Nè, cái củ nó chặt cái tới ngoài luôn nha anh em. Đó, tại em không có móc xuống dưới nữa nha. Đó. Hai thân. Rồi, vẫn 400 ngàn đồng một cặp này luôn nha. Đây, tới cần thân nha. Ồ, cặp này rất là đẹp nha anh em. Rất to nữa nha. Cặp số 17. Cao khoảng 25 nha. Cây này cao khoảng 23 nha. Đó. Củ đây là 34 nha anh em. Củ đây là khoảng 30 32 đi, kể 32 đi. Rất là to nha. 500 ngàn đồng một cặp này nha. Có một củ đặc rất là to nha. Rồi số 18 vẫn là cần thân nha nè. Cây này cao khoảng 22 nha, cây này cao khoảng 27 nha. Củ này là 27 nha nè. Củ này là 30 nha. Rồi. 500 ngàn đồng một cặp này luôn, càng thăng. Càng thăng. 19 vẫn là củ càng thăng nha. Cao này là 22 nha, cái này bay ở đây khoảng 22 luôn. Đó, củ rất là to nha anh em. Đo cái dòng cái củ này cho anh em mình. Củ này là tới 35 lận nha. Củ này là 30 nha anh em. Rồi. Rồi vẫn 500 ngàn đồng một cặp xuống.
cặp 20. Cẩn thận nha. Cái này cao khoảng 22 à, cái này cao cũng khoảng 25 à. Đó, cặp này nhỏ em bán 350 ngàn đồng một cặp này luôn. Đó, một cặp cẩn thận 350 ngàn đồng. Rất rẻ anh nè. Rồi, 21 vẫn là cặp cẩn thận nha. Đó, cái này nguyên cái củ đặc nè, cái này là nguyên một cái củ đặc nha anh em, rất là đẹp nha. Cao khoảng 23 nha. Đó, củ đặc bên đây, 35 là nghe nè. Cây này nhỏ hơn rồi. 500 ngàn đồng cặp này luôn nha. Rồi. Lấy cây cưa đây mà chim. Lấy cây cưa. Tiếp theo là cành vàng. Rồi, tiếp theo là trang vàng lá nhỏ nha anh em. Đó. Cây nó không đứng nha chị. Rồi, trang vàng lá nhỏ nha nè. Cây chiều cao 101 nha. Rồi, tán ngang khoảng 80 nha nè. Đó, cây đang lên bông nha, chỗ bông thì đây tí tết luôn nha. Trang vàng này là nó có lai ở trong một số vàng chân cam trong nha. Bông nó có một cây mà nó hai màu, đây là vàng vàng nguyên cái bông vàng, con này là vàng chân cam nè. Rồi. Nó giống như nó đột biến này, ở đây nó cũng có vài bông vàng chân cam ở đây nè. Nó pha nó lên nó lẫn nó trống vậy đó nha. Nè. Có một số vàng mà có số vàng chân cam. Giống như cây đột biến vậy nè, nó có hai loại bông. Cây rất là vàng anh nè. Cao có thân khoảng 15 nha. Hoành chi trí này là 10 rưỡi nha. Rồi 450 ngàn đồng cái số 22 này nha. Rồi số 23 là vẫn là vàng nha nè, vàng lá nhỏ nha. Cây có chiều cao khoảng 75 nha. Trái ngang là khoảng 80 ạ. Đó, kính tàn, kính bông hết nha nè. Này là chỗ bông tới Tết luôn nha. Bông chuyền tới Tết luôn. Rồi, nó hoành luôn. Cây này thoát thân khoảng 13 phân nha. Có củ đế nha anh em, anh em về mình khai thác củ đế nó chặt ra tới bên này. Quanh đây chí này là 10 rưỡi nha. Rồi. 400 ngàn đồng cái số 23 này nha. Rồi tiếp tục 24 vẫn là vàng nha anh em. Cao khoảng 95 ạ. Tới ngang là khoảng 80 nha anh em. 88, 80. Rồi cây này một cốt nha, mà nó thoát thân hơi thấp. Nhưng mà một cốt nha, em bảo đảm là hàng một cốt nha nè. Đó, em đo dòng cái cũ ở đây luôn nha. Này tới 18 là cái 15 đi ha. Rồi. Rồi, 500 ngàn đồng cây số 24 này nha nè. Rất đẹp nha. Rồi, tiếp tục 25 vẫn là vàng lá nhỏ nha nè. Đó, cây tàn tròn ấm luôn. 80 là chiều cao ạ. Tán ngang khoảng 85 nha nè. Đó, cây tàn rất là đều, rất là tròn nha. Cây này thoát thân là khoảng 6 phân thôi. Nó có củ đế ngoài dưới nha, chặt đế dưới luôn. Hoành thân là 10 nha. Rồi, hoành 10. 400 ngàn đồng cái cây số 25 này nha nè. 25, 400. Rồi, đổi luôn. Rồi tiếp tục 26 vẫn là vàng lá nhỏ nha nè. Cây này rất đẹp nha nè. 85 là chiều cao ạ. Tán ngang là 90 ạ. Đây, đây có một cây vàng chân cam nữa này. Cái chân nó đỏ này ha. Đó. Rồi. Bông này chân mà vàng nè. Anh thấy không? Nè, đây nè, đó đỏ bông đỏ luôn nha. Nó pha, nó lai hai màu ở trong một cây cùng một cây mà nó pha nó lai hai màu nha nè. Rồi cây này là thoát thân khoảng 3 phân đây ha. Hoành vị trí này 14 nha anh em. Rồi. Cây rất to. Cây này có giá là 450 ngàn đồng nha. Cây số 26. Rồi đổi luôn. Rồi cây số 27 nha. Cao là khoảng 100 nha anh em.
tán ngang là khoảng 90 á, rất đẹp nha. Cây rất to nha nè, đó. Cây tàn tròn ấm luôn. Cây này thoát thân là khoảng 7 phân nha. Có củ đế hết nha nè. Vành đây 11 nha. Cây này có giá là 500.000 đồng nha nè. Cây số 27. Rồi tiếp tục cây số 28 nha, vẫn là vàng lá nhỏ nha nè. Cao là khoảng 89 nha. Rồi tán ngang khoảng 80 nha. Đó, cây rất là đẹp nha nè. Rồi vành nó có hơn khoảng 10 phân ạ. Vành chí này là 10 nha. 400.000 đồng cây số 28 này luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi đổi. Rồi 29 vẫn là vàng lá nhỏ luôn nha anh em. Đó, cây tàn thông rất là đẹp nha. Cao là khoảng 99 nha. Rồi tán ngang khoảng 90 nha anh em. Cây này thoát thân khoảng 3 phân thôi nha. Nhưng mà cốt nó to. 13 quạnh đây nha anh em. Rồi cây 29 này có giá là 500.000 đồng, em bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp tục số 30 là đỏ nha nè. Đó, trang đỏ xưa nha nè. Đó, cây trang đỏ xưa. Đó, cây rất là to, bông rất là nhiều nha. Cây này có chiều cao là khoảng 1 mét, hơn 1 mét mốt nha anh em. Cái 1 mét mốt đi, từ 1 mét 2 lần á. Tán ngang là khoảng 90 nha. Đó, cây đang lên phơm lên tạng, bông rất là đều nha. Cây này chỗ bông tới Tết luôn nha nè. Đỏ xưa mình là nó chỗ bông là từ đây tới Tết luôn. Rồi, đâu, quanh đâu. Thất thân là khoảng 10 phân nha. Quanh đây là 10 nha nè. Cây 30 này có giá là 700.000 đồng nha. 700.000 đồng nha. Đó, xuống cây. Đây, nghiêng cái bông cho anh em mình coi. Đó, nghiêng cái bông xuống. Rất là đẹp nha. Rồi, ok. Rồi, 31 nha. Vẫn là đỏ lá nhỏ nha nè. Đó, cây kính rịch tàn luôn nha. Không thấy chỗ nào trống luôn. Cao là khoảng 95 nha. Tán ngang là khoảng 80 nha nè. Đó, cây đang lên bông, bông lên từ đây tới Tết nha. Trang đỏ xưa này nó chỗ bông mãng năm luôn. Thoát thân khoảng 3-4 phân nha. Vành trí này là 11, gửi em cây 11 thôi nha. 31 này có giá là 500.000 đồng nha. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Đổi luôn. Rồi, 32 vẫn là đỏ lá nhỏ nha nè. Đây. Cây này cao khoảng 82 nha. Tán ngang là khoảng 50. Đó. Cây lên cái đọt bông nè, bông chỗ để tí Tết luôn, kín cái đọt luôn nè. Cây thoát thân khoảng 2-3 phân nha. Khoảng 3 phân nha. Vành là 9 nha. 400.000 đồng cây đỏ lá nhỏ số 32 này nha nè. Rồi cây số 33, vẫn là đỏ lá nhỏ nha. Anh em về trồng chỉnh ngay lại nha. Cây này để trong chậu. 82 là chiều cao nha. Tán ngang là khoảng 60 nha nè. Cây thoát thân khoảng 10 phân nha. Vành là 8 nha nè. Rồi cây này có giá là 400.000 đồng nha. Rồi cây số 32 400.000 đồng. Cây này cái nãy 33 đó, tới cây 34 á. Rồi cây 34 này cũng là đỏ lá nhỏ nha nè. Cao là khoảng 80. Tán ngang là khoảng 70 nha nè. Đó, cây lăn lên bông kính bông hết trơn nha. Đỏ này là này nó mới vừa bung bông có mới có một phần nha, còn này là toàn bộ này là còn búp không nha nè. Này về chỗ tới Tết luôn á. Thoát thân khoảng 12 phân nha. Vành chí này là 9,5 nha, gần 10 nha. Rồi 500.000 đồng cái trang đỏ lá nhỏ này nha.
Rồi, trứng rồi, không luôn. ok. Rồi 35 là đỏ lá nhỏ luôn nha nè. Đó, cây này thì mới vừa bung nụ ha. Nó chưa có rộ bông, lấy tới Tết mới rộ bông nha nè. Anh em này cây chơi cây này về tới Tết là vừa, 100 chiều cao nha. Tán ngang khoảng 75 nha. Đó, cái này về nó chỗ bông cái là kín luôn, cái này nó mới vừa lên nụ nè, nó mới có cấn nụ mà. Đây tới Tết là nó bung bông. Chỗ này ra. Cái số phân khoảng 2 3 phân nha nè. Quạnh đây 11 nha. 400 ngàn đồng cái số 35 này nha nè. Rồi 36. À, một cây bé bé xinh xinh mà rất là bông chỗ quá trời luôn rồi. Cao nó khoảng 70 nha. Tới ngang khoảng 50 à. Kính bông hết trơn rồi. Cây một cốt luôn nha nè. Phát hơn khoảng 2-3 phân thôi. Đó, cây một cốt. Quay sát lên em coi. Đó, cây cọng dây nó xiết cả trọng luôn. Quỳnh vị trí này là khoảng 10 nha. Rồi, Quỳnh 10. Rồi cây này có giá là 350.000 đồng cây số 36 nha. Đó, xuống cây. Rồi. Rồi 37 chân là chân đỏ lá nhỏ luôn. Cao nó khoảng 70. Tới ngang khoảng 60 ạ. À. Chân đỏ xưa nó chỗ bông nó quanh năm luôn chứ nó không có chỗ bông tốt hơn 10 phân nha anh em. Quanh đây là chín ạ. Rồi vẫn 350.000 đồng nha. Xuống cây. Rồi tiếp tục cây số 38 nha. Đó, trăng đỏ là nhỏ nè, quá. Cây này đẹp nè, thất thân cao nè. Cao là khoảng 100 nha nè. Đó, rất đẹp nha nè. Tán ngang nó khoảng 80 nè. Khoảng 80-85. Đó, cây đang lên bông nè. Chân dài nha nè, thất thân 26 lận nha. Quanh là 10, gần 11 lận nha. 38 này có giá là 600.000 đồng nha nè. Rồi xuống cây. Nghiêng cái mặt bông xuống cho nghe, nghiêng cái mặt bông xuống đó là ra kính bông hết trơn rồi, xách đi. Rồi 39 chân này là tím sen nha nè. Tím sen. Đó, tím sen lá nhỏ nha nè. Cao là khoảng 80 nha. Tán ngang là khoảng 80 luôn nha nè. Đó, tím sen bông rất là ngọt nha nè. Đó. Cây này về tới Tết là vừa lắm nha. Cây này nó đang bung lụa, bung nụ ra rất là nhiều nha. Này hàng một cốt nha nè. Đó một cốt nha, mà nó chia ra hai nhánh có một cốt thân ở dưới. Quạnh đây 11 nha. Rồi 400.000 đồng cái cây tím sen số 39 này nha. Bốn mươi vẫn là tím sen nha nè. Cao khoảng 80 nha. Rồi tới ngang khoảng 70 nha. Đó, tím sen đang lên bông nha nè. Tàn tròn ẩm luôn như trái banh nha. Thốt thân khoảng 10 phân nha. Hoành vị trí này là 8,5 nha. Rồi 350.000 đồng cái cây tím sen này nha nè. Đó rất đẹp nha. Rồi cây 41 vẫn là tím sen nha. Đó. Bên em chỉ còn có mấy cây tím sen này nữa là hết luôn nha. 85 là chiều cao ạ. Tán ngang khoảng 55 ạ. Ồ, rất đẹp nha nè. Cây này nhỏ nhỏ vậy anh em mình để trước nhà chơi đẹp lắm nha. Rồi cây một thân một cốt nha, mà chia ra hai nhánh nè, đang chung một gốc. Quanh đây khoảng 9 nha. Rồi cây 41 này có giá là 300.000 đồng luôn, cũng là cây cuối clip của nhà vườn của em hôm nay nha. Rồi cảm ơn anh em đã thời gian qua ủng hộ nhà vườn em rồi. Xin chào hẹn lại anh em mình clip sau nha. Rồi, cảm ơn quý bà con đã xem clip. Hẹn gặp lại quý bà con những clip sau. Xin chào.